sống, người anh hùng bất tử. Trước pháp trường môi vẫn nở nụ cười tươi, chỉ ngã xuống cùng bầu hoa trắng để thêm trời côn đảo hành dương. Chị Võ Thị Sáu gan dạ kiên cường trước kẻ thù, nhưng thật hồn nhiên và yêu đời tới giây phút cuối cùng, đã in sâu vào trong lòng biết bao thế hệ trẻ Việt Nam. Từ những trang sách đầu tiên khi cắm sách tới trường, người thiếu nữ hy sinh khi tuổi đời còn phơi phới, nhưng tinh thần đấu tranh của chị sẽ mãi mãi sáng ngời. Chị Sáu ra đi giữa lúc tuổi xuân đang được đợi nhất của cuộc đời. Tên tuổi và cuộc đời của chị đã trở thành huyền thoại, in đậm trong tâm hồn mỗi người dân đất Việt. Cuộc đời chị là một bài ca sáng chói, sống mãi với